Cường Nông Cơ Hải Trà Tân xin kính chào tất cả quý khách hàng đến chiều cường số 1 Trà Tân Đức Linh Bình Thuận, số điện thoại 0932871994. Hôm nay em sẽ lên cho tất cả khách hàng một mẫu cưa Đức Jeep Estin MS170C hàng chuẩn Đức và đặc biệt là chưa qua sử dụng, hàng quên dùng luôn. Phải nói là đẹp như máy thùng. Đó. Đấy, tất cả như chi tiết trong video có một cây duy nhất nhá. Đó, anh em nhìn cái bộ giật này. Bộ giật này là Việt Nam mình không bao giờ có. Nhá, chỉ có hàng bãi Đức mới có thôi. Đó, hàng mới là nó kiểu khác. Hàng trợ lực luôn nha. À. Cực đẹp. Một cây duy nhất thì vẫn như bình thường, bên em sẽ tặng kèm đầy đủ đồ chi tiết cho anh em tiếp mở. Rũa thì buji nhớt và vỏ lam. Đó. Để em quay máy cho anh em xem trước. Đây. Cái lam này là lam em đang ráp lam mới nha, lam Latin nha. Rin của nó là lam nhông, lam bánh xe thường. Nó lam gọi là lam thường, lam bánh xe. Thì bên em thay đổi, em ráp lam Latin cho anh em về cho nó xài cho nó bền, nó không bị xúc xích nhá. Xích thì em ráp xích mới, xích chung Estin mới. Đó. Tất cả chi tiết như video em quảng cáo. Mọi người cảm thấy ưng thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại đặt hàng nhé. Một cây duy nhất, không có cây thứ hai. Ai nhanh tay thì có. Đó, bao đẹp luôn. Hàng chuẩn Đức. Công tác tắt mở này. Đó, chi tiết như nhau thôi. Cách sử dụng giống nhau hết nhé. Đó. Ốp làm, ốp ác. Đó. Tất cả như em quảng cáo. Đó. Hàng bao rin cho anh em luôn, bao rin nhé. Đó, máy móc là nguyên rin luôn nha. Đó, bao đẹp nhé. Nhìn nó đẹp cỡ này là anh em biết là nó phải rin rồi. Không thể nào hư đồ được. Đẹp này đã xài đâu mà hư. Bao ngon, có trợ lực lớn. Giật bao xuống. Con này thì nóng 37 ly nhé, 30.1cc, thích hợp sử dụng trong gia đình. Hoặc mà thợ cưa muốn mua Estin để đeo cây cắt cành thì mua này. Có một cây duy nhất, lâu lâu cửa hàng mới có một lần. Đó, lâu lâu mới có một lần, như cửa hàng, kể cả cửa hàng khác vậy, lâu lâu mới có thôi, chứ hàng này không có nhiều đâu. Không mà đặc biệt là đẹp như thế này càng không có. Anh em nhìn từng chi tiết. Đó. Đây, giờ em sẽ test nổ cho anh em tham khảo nhé. Đó. Đó, tao em. Nguyên rin nhá, bao nguyên rin cho anh em luôn. Đó, đầy đủ vỏ lam, em tặng kèm vỏ lam xịn sò rin mới luôn. Đó, mấy cái đồ theo máy thì vẫn có ok hết luôn nhá. Đó, mua hàng thì tặng như thế. Đó, máy móc là nguyên rin như em nói, giới thiệu như thế này. Anh em nào kết thì mình gọi trực tiếp qua số điện thoại 0932871994 nhé. Bên em xếp hàng toàn quốc, bao ship tận nhà cho anh em nhé. Mua hàng không nhận hàng thì không phải trả tiền ship nữa. Đó, còn khách quen ấy thì khỏi tiền cọc. Ưng, alo, chốt, khỏi cọc là gửi nhận hàng. Đó. Còn khách lạ ấy, khách mua lần đầu thì cọc trước cho em tiền phí vận chuyển 200 ngàn nhé. Rồi khi nhận hàng thì kiểm tra hàng thì thanh toán số lại cho nhân viên giao hàng. Đó. Nguyên xin, khỏi thì suy nghĩ, có một cây duy nhất, không có cây thứ hai. Bao cho anh em luôn. Đó, bao cho anh em luôn. Đó. Bao đẹp nhá. Rất là mới, 95% luôn. Đó. Anh em nào ưng thì mình gọi trực tiếp qua số điện thoại 0932871994 nhé. Lưu ý nha, con máy này em đang ráp lam Latin mới, lam chuột chứ không phải là lam nhông nha. Anh em muốn rẻ thì chơi lam nhông à. Còn con này em lên làm đẹp, xích đẹp, xịn sò, xích mới làm xịn sò. Máy đẹp 95%. Đó, giá cả thì hơi cao đấy. Anh em nào ưng thì cảm thấy thì ưng loại này, mẫu này thì gọi trực tiếp qua số điện thoại 0932871994 nhé.